Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn Clamp 500 triệu tục cần có hiệu lực start này các bạn. Đây dự án của cá mập. Thì kèo này là như là kèo xổ số các bạn, thì các bạn nên cân nhắc các bạn. Mình khuyên đây thì nó có trong chương trình hay góp trong chương trình bán hàng phi sale này. Thì các bạn có thể mua min tối thiểu là 0.01 pin bi và max là 10 pin bi nha các bạn. Thì mua 0.01 pin bi thì khoảng là 100 tỷ. Con này thì mình cũng đã test qua, nó cũng có tờ quýt này nọ đồ các kiểu nghe các bạn. Thì để claim được con này thì các bạn cần copy cái phần link mô tả dưới video của mình, các bạn mở trình duyệt với chocolate mình ra nè, các bạn chọn vào mục đất nè, các bạn dán cái đường link, các bạn copy dưới video mình nha các bạn. Sorry các bạn đã rồi, các bạn dán vào trình duyệt dash của mình, các bạn chọn mạng BB Smart Chain các bạn. Thì mình khuyên các bạn nên claim Bree thôi các bạn bấm vào claim iDrop nè, bạn bấm kết nối. Mình sẽ tốn phí mạng bao nhiêu đây? Mình sẽ tốn phí mạng là 0.0005 nè các bạn. Có khoảng 0.1 đô, các bạn bấm chấp thuận các bạn. Thì con này nó đã sẽ lên sàn Binance Swap vào ngày 20 tháng 6 nha các bạn. Rồi để mình bắt đầu lời mình coi con chắc của nó các bạn. Copy con chắc như này nè các bạn. Mình sao chép nè. Bấm nút tìm kiếm nè. Rồi, mở ra bấm đáp lại các bạn. Rồi, mình đã nhận được 500 triệu token start nè. Đem qua trang BC scan nó mình check các bạn. Trang BC scan nó nãy nè. Thì tổng cung của con này thì nó có 3 6 9 12 15 50 tỷ hay gì. Hiện tại có 1114 holder các bạn. Trong web nó đang cập nhật. 1000 người nắm giữ, từ 1,4 người nắm giữ. Cũng có rất nhiều người claim và hold nè các bạn. Thì ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn claim 500 triệu token start đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.